lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ. Sữa tươi Vinamilk Green Farm, top 1% đầu bếp thế giới công nhận về vị ngon. Cho tôi nói với em.
lời chào. Nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đong đầy, hẹn gặp lại em ngày tháng qua sau này. Hơn chưa hay là nước mắt nghe suốt đêm. Một cái cũ em dọn này như thế nào? Thôi đi quá quen hay đến nơi ồn ào. Từng ngày từng kết thúc bây giờ cuộc sống em ra sao? Còn em khi đã tôi ngừng khóc, ngừng ôm những nỗi chờ mong. Không còn anh nhưng mà em vẫn ok. Em đang ngủ muốn không vài ngày nữa, em đã cho phép mình được vui. Vì em biết anh không muốn thấy em đâu. Hãy viết cho tôi nói với em lời chào. Và nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đắm đầy, hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này. Cho tôi nói với em lời chào. Và nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đong đầy, hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này. Nếu ta mai này vô tình thấy được nhau, hãy viết cho tôi nói với em lời chào. Cho tôi nói với em lời chào. Và nếu
cho tôi nói với em lời chào. Và nếu trái tim ta trong nỗi nhớ đông đầy, hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này. Để cho tôi nói với em về chiều nay. Còn nếu cho tim đông đầy, hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xa bình minh điều về em, worry about you. Em bình
tâm hơn chưa hay là nước mắt nhòe suốt đêm? Một cái cũ em dọn này như thế nào? Thôi đi quá quen hay đến nơi ồn ào, từng ngày từng kết thúc bây giờ cuộc sống em ra sao? Còn em thì đã thôi ngừng khóc, ngừng ôm những nỗi chờ mong. Không còn anh nhưng mà em vẫn ok. Em đã ngủ mất không vài ngày nữa, em đã cho phép mình được vui. Vì em biết anh không muốn thấy em đâu. Nếu lỡ mai này vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói với em lời chào. Và nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đắng đầy, hãy gặp lại em ngày tháng của sau này. Cho tôi nói với em lời chào. Và nếu trái tim ta trong lòng nhớ đông đầy, hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này. Nếu là mai này vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói với em lời chào. Hãy để cho tôi nói với em lời chào.
và nếu trái tim tan trong nỗi nhớ đông đầy, hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này. Nếu ta mai này vô tình thấy được nhau, hãy từ cho tôi nói với em một chiều này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tim. Này người ơi em đừng quên, lần đầu tiên ta bước đến, mình đã chìm vào vùng trời yêu thương. Nếu lỡ mai đây vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói với em lời chào. Nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đong đầy, hẹn gặp lại em ngày tháng qua sau này. Hơn chưa hay là nước mắt nhòe suốt đêm? Một cái cũ em dọn này như thế nào? Thôi đi quán quen hay đến nơi ồn ào? Từng ngày từng kết thúc bây giờ cuộc sống em ra sao? Còn em thì đã tôi ngừng khóc, ngừng ôm những nỗi chờ mong. Không còn anh nhưng mà em vẫn ok. Em đang ngủ ngon không vài ngày nữa, em đã cho phép mình được vui. Vì em biết anh không muốn thấy em đâu. Hãy để cho tôi nói với em lời chào. Và nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đắng đầy, hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này. Hãy để cho tôi nói với em lời chào. Và nếu trái tim ta trong nỗi nhớ đong đầy, hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này. Nếu ta mai này vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói với em lời chào. Còn anh nhưng mà em vẫn ok. Em đang ngủ ngon
không vài nghĩ nữa em đã cho phép mình được vui. Vì em biết anh không muốn thấy em đâu. Nếu lỡ mai này vô tình thấy được nhau, hãy viết cho tôi nói với em lời chào. Và nếu trái tim ta trong nỗi nhớ đắm đầy, hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này. Cho tôi nói với em lời chào. Và nếu trái tim tan trong nỗi nhớ đông đầy, hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này. Nếu ta mai này vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói với em lời chào. Cho tôi nói với em lời chào.
xa, kỷ niệm đơn ta đừng ghi nhớ trong tim. Này người ơi em đừng quên, lần đầu tiên ta bước đến, mình đã chìm vào vùng trời yêu thương. Nếu lỡ mai đây vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói với em lời chào. Nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đong đầy, hẹn gặp lại em ngày tháng qua sau này. Hơn chưa hay là nước mắt nhà suốt đêm? Một cái cô em dạo này như thế nào? Thôi đi quá quen hay đến nơi ồn ào? Từng ngày từng kết thúc bây giờ cuộc sống em ra sao? Còn em thì đã thôi ngừng khóc, ngừng ôm những nỗi chờ mong. Không còn anh nhưng mà em vẫn ok. Em đang ngủ muốn không vài ngày nữa, em đã cho phép mình được vui. Vì em biết anh không muốn thấy em đâu. Hãy để cho tôi nói với em lời chào. Và nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đắm đầy, hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này. Cho tôi nói với em lời chào. Và nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đong đầy, hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này. Nếu ta mai này vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói với em lời chào. Ngừng khóc, ngừng ôm những nỗi chờ mong. Không còn anh nhưng mà em vẫn ok.
không hoài nghi nữa, em đã cho phép mình được vui. Vì em biết anh không muốn thấy em đâu. Nếu lỡ mai ngày vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói với em lời chào. Và nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đắm đầy, hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này. Cho tôi nói với em lời chào. Và nếu trái tim ta trong nỗi nhớ đông đầy, hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này. Nếu ta mai này vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói với em lời chào. Cho tôi nói với em lời chào. Nếu lỡ mai này vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói với em lời chào. Nếu cho mình đang
chưa hay
hay là nước mắt nghe suốt đêm. Một cái cũ em dọn này như thế nào? Thôi đi quá quen hay đến nơi ồn ào. Từng ngày từng kết thúc bây giờ cuộc sống em ra sao? Còn em thì đã thôi ngừng khóc, ngừng ôm những nỗi chờ mong. Không còn anh nhưng mà em vẫn ok. Em đã ngủ muốn không vài ngày nữa. Em đã cho phép mình được vui. Vì em biết anh không muốn thấy em đâu. Nếu lỡ mai ngày vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói với em lời chào. Và nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đắng đầy, hãy gặp lại em ngày tháng của sau này. Cho tôi nói với em lời chào. Và nếu trái tim tan trong nỗi nhớ đông đầy, hẹn gặp lại em ngày tháng của sau này. Nếu ta mai này vô tình thấy được nhau, hãy để cho tôi nói với em lời chào. Lựa chọn hàng đầu của mọi thế hệ.